Ngài còn ở đâu? Ngài còn ở đâu? Sao Ngài vẫn mãi im lặng? Nhưng nay Chúa đã nhìn con, đưa con đi vào nguồn vui. Ân tình Ngài nuôi sống con, ngày qua đêm tới đời con sẽ luôn rạng ngời. Chúa chính là nguồn vui dâng tràn đời con say mến tình Ngài, hồn con bên Chúa ngày đổi thay. Tình Ngài thiên thu ngàn năm kiên vững, vì Chúa chính là nguồn vui dâng tràn đời con. Đôi khi con thấy trời vời lang thang lê bước vào, Ngài còn đợi chi? Sao Ngài vẫn cứ ngờ? Nhưng nay Chúa đã gần con, dù con với ngàn tình thương êm đềm về bên thánh cùng, tựa nương bên Chúa hồn con sướng vui ngập tràn. Tình Ngài thiên thu ngàn năm kia